Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem coi hình dạng bên ngoài đời thực của những cái con bọ hiếm ở ngoài đời thực nó có gì khác và giống như là những cái con bọ hiếm ở trong Play Together nha mọi người. Đầu tiên là con bọ hiếm cánh cứng. Ú là trời, đây là cái hình dạng của con bọ cánh cứng. Con bọ cánh cứng này thì nó thường xuất hiện ở những cái vị trí cái cây cao á mọi người. Hồi đó mình nhớ là mình có đi học ha, là đến cái mùa mà bọ cánh cứng nó xuất hiện ha, là nó rơi nó gớt nó nằm ở dưới cái mặt đường, dưới cái đường nhựa dữ lắm nhiều luôn. Mà không hiểu sao các bạn, những cái con bọ cánh cứng mà chúng ta thường mà chúng ta thấy ở dưới cái đường nhựa mặt đường ha, là ít cái con nào mà nó còn sống lắm, toàn là nó chết hết trơn à. Mình không biết là tuổi thơ của các bạn có dữ dội hay không nha. Hồi xưa á, bọn mình á là thường thường bắt những cái con bọ cánh cứng như thế này nè các bạn. Mình sẽ bắt hai cái con bọ để vô trong một cái lọ hoặc là một cái thao, rồi sau đó cho nó tấn công với nhau, nó đá với nhau các bạn, rất là hấp dẫn, giống như là đá dế của nó các bạn. Tiếp theo là con bọ hung Hercules. Đây là một con bọ hung đẹp tuyệt vời luôn. Con bọ hung này thì mình ít thấy ở nước của chúng ta các bạn đó, không biết là nó sinh sống ở đâu nữa các bạn. Mà công nhận cái con bọ hung này ha, nó có một cái lớp da, một cái loại vỏ ánh kim. Cái con bọ hung này nó đẹp hơn cái con bọ cánh cứng rất là nhiều luôn các bạn. Với lại nhìn nó cực ngầu luôn các bạn, nhìn nó mạnh mẽ gì đâu các bạn. Tiếp theo là con bọ kẹp kim phang. U là trời, con bọ này thì nó đẹp hơn hai con bọ hồi nãy luôn. Đấy, nói chung là cái dòng họ bọ các bạn thì nhìn cái con nào nó cũng ngầu lòi hết trơn các bạn. Tuyệt vời, đẹp tuyệt vời các bạn. Trong số 3 cái con bọ vừa rồi á thì các bạn thích con bọ nào nhất? Mình thì mình thích cái con bọ thứ hai hơn cái con bọ này nha các bạn. Cuối cùng là bướm nữ hoàng Alexandra. Ô là trời, trong số những cái loại bọ hồi nãy á thì con nào cũng ngầu lòi hết, riêng tới cái loài bướm thì nó không còn ngầu lòi mà nó rất là đẹp nha các bạn. Nhìn cái con bướm nữ hoàng này nó có một cái quẻ huyền bí sao sao các bạn. Đấy, mình nhìn mình thấy nó sợ sợ sao các bạn. Nó nghiêng về tâm linh một xíu nha các bạn. Đây là hình ảnh của con bướm nữ hoàng ngoài đời thật đấy. Các bạn thấy con bướm nữ hoàng này sao nè? Các bạn có gặp được cái con bướm nữ hoàng này lần nào chưa? Nếu bạn nào gặp được thì nhớ là để lại bình luận cũng như là ý kiến ở dưới cái video này cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau. Bye bye.